ông Minh với lại chồng đâu rồi? Phát ok, cặp thứ hai theo mình biết, theo truyền thông được thông báo là 20 năm anniversary cặp anh Phát Nguyễn. Vậy là hai cặp anniversary cộng thêm mong manh. Ok. Ok mình tạm thời mình không có mong manh là cái đó thì Phượng không ngờ là mình last 20 năm luôn cho nên nghe nó 20 năm xỉu luôn. Xỉu luôn quá. Nhưng mà chắc có lẽ chúng ta sẽ carry on cái chương trình bữa nay, mặc dù là bị hơi bị xui cái là mong manh không có đây. Chắc chúng ta cũng carry on rồi chúng ta ăn cái bánh rồi xong chúng ta gặp mong manh thì chúc mừng anniversary cho quý vị. Ok. Vậy chúng ta có bánh đây. How many people here? Two, come over here. Dạ đúng rồi, ok. Bây giờ mong manh ở đâu vậy? Đúng ngày hôm nay luôn nè. Vậy là bây giờ nhờ một người kêu được không? Mình cấp lên trên thôi. Có ai số phone của mong manh gọi số mong manh được không? Nói đó là đang cắt bánh anniversary của em. Để nói trước nha là chúng ta sẽ có cái phần gọi là đốt pháo bông. Thì anh Tám và mọi người đang sắp xếp chia cho các cháu những cái pháo bông trên tay. Và ban tổ chức cũng có một số người sẽ cầm những pháo bông rất là lớn để mà celebrate cái ngày big day. Ba cái items, ok? Ba thứ là coi như July 4, birthday and anniversary. That's really, really a big day. Are you agree with me? Yeah! I love you guys. Ok, rồi, sao? Report mong manh sao? 2 phút nữa chúng ta được không? Rồi, chị thì cho bài hát nha, anh Huấn. Cự hưởng đầu sinh, dễ sợ chưa? Còn hát biết hát không biết nữa. À, lẹ đi. Cho mày á. À, thằng nào hướng đầu sinh dở nhất tao cho bắt bài hát. Rồi, chúng ta thấy một mình anh Phát hát có vui không? Không. Không phải không? Rồi bây giờ cho anh cơ hội biểu diễn lại, hát bài kia rồi bắt đầu anh hát, anh Phát vừa hát vừa biểu diễn con bướm như thế nào? Are you ready? Yeah. Chúng ta hát. Are you ready? Ai mà làm không đúng lên đây, ok? Mời lên bàn đây, ok? Are you ready? Yeah. Okay. Con bướm vàng kia, con bướm vàng sẽ đôi cánh, sẽ đôi cánh, con bướm bay lên cao đầu, con bướm bay lên cao đầu. Em ngồi xem, em ngồi xem, em nằm xem, em làm gì em xem. Ông ba làm giống nhau hả? Để chưa có bắt phạt không? Không. Hết luôn đi. Rồi, không có làm giống thế anh Phát làm bước đẹp không?
xấu chết mồ, ảnh phải bướm rồi mà anh làm cho đẹp. Rồi. Ảnh không bướm vàng mà anh làm cho bướm vàng. Dạ, nhỏ rồi, kéo gần gần chút xíu, kéo gần gần chút xíu, đừng xa quá, tôi ghé. Rồi, cảm ơn, get in. Closer, closer, everybody. Bây giờ mình đứng vô. Mình phải đứng cạnh một người, mình không thể đứng sai như phát là anh không biết cạnh ai hết nè. Chờ 5 phút nữa đi, chờ 5 phút đi. Thì mình làm sao á, mình reach được người bên cạnh, tay trái và tay phải, ok, xong chưa? Chưa. Chúng ta đứng đây, chúng ta có cảm thấy cái gì không? Tôi cũng có cảm thấy gì đâu. Nói giỡn chứ trong đây chúng ta có rất là con nhiều con mui. Rất là nhiều con mui. Thì dạ. Chúng ta tay đâu? Tay phải. Tay đây. Con này là con gì? Mui. Thông minh cái đám này thông minh. Cái đám này. Con này con gì? Mui. Bướm bướm mũi sứ. Dạ là nói khó hiểu nào á, gì là mũi? Nhưng mà lắc lắc vậy là bướm bướm. Báo chiếu tài biết. Yeah. Rồi bây giờ cái con muỗi chúng ta sẽ cho con muỗi để mình đấu nó. Tại vì nãy giờ nó disturb chúng ta quá nhiều. Bây giờ chúng ta phải disturb nó lại bằng cách khi mà chúng ta nói, khi mà nghe một cái hiệu lệnh gì thì phải làm mạnh bạo để mình tiêu diệt con muỗi đó. Are you good with that? I love you guys again. Ok, con muỗi. Con muỗi. Con muỗi. Con muỗi. Bay. Bay. Yeah. Yeah. Mũi bay ngược lại. Mũi đậu. Mũi đi sai, tôi đậu trên cái má người bên phải. Chết à. Bên phải. Đậu chưa chích nha. Rồi, mũi thấy thịt thơm. Mũi chích mạnh nha. Mấy người kia đạp, đạp, đạp. Đừng bao giờ nhắm nhường cái mũi đó. Ok. Tới rồi. Brian. Your anniversary. Anniversary mày. Special mày. Rồi, ok. Ok guys, just to give you an update. Today is a big day. We celebrate the July 4th. Okay, it's a Canada Day. Basically, we celebrate. Oh, I mean like American Independence Day. Okay, we celebrate the birthday of the people in this month. Also, the first thing we celebrate who has an anniversary this month. Please come over here. Don't be shy. Okay. Nhỏ mong manh qua đây over here, though. Yeah, you guys too. Don't kill me, you too, okay? Yeah, three couples. Okay, two birthday girls, okay? So now, okay, okay, so everybody, especially kids, you got the sparkler. Okay, you hold on, okay? Now, Antan and volunteer, we need to ready for the lighter. Okay, so let's celebrate! Okay, hold on. Làm cái vòng tròn bự ra chút xíu. Okay, so hold on, guys. Before we do, okay, for the safety, okay, rule. Everybody have to wait, and when you do it, when you're done, you throw in the trash the thing, okay, the stick after. Do not put on the floor, do not put on the road on the ground, okay? So, Anh Tấn and everybody else, get prepared, please. And we can do the round on your head. Tất cả mọi người bước về đây, quay về đây, bước tới đây. Mọi người bước tới đây. Okay, everybody. Mọi người, I'm louder. You can hear me. Closer. Một hàng đây nè. Một hàng đây. Để cho dễ lại đi. Đứng hàng ngang dọc đây nè. Ngang đây. Công này nè. Jump, 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 jump,
Được không? Ngày mai Dung có đâu đi sớm được không? Không có này bắt lên trời đó. Ok. Okay, nè, tăng ngày nha. À, tất cả thứ nha. À, khi mình làm cái cây phá bông này á. Nó có gần lắm không Tấn? Nó gần mấy đứa nhỏ lắm không? Không có xua nha. Watch out for the tree. No, don't worry. Watch out for the tree. Everybody clear? Stop swinging. Okay. And now, cái nào trước là sao? Dừng. Đốt luôn được, cứ đốt đốt lên thôi. Đốt cho mình dừng hai này trước đi. Em lấy chỉ nè. Ok. Nói tiếng Việt không hiểu à? Nói tiếng Mỹ không hiểu. Ủa tôi nói tiếng Việt mà. Ủa tôi nói tiếng Mỹ hả? Ủa tôi lộn rồi. Ok. Rồi chắc phải cái thứ nha. Say hi, say hi. Hello, hello. Thì đốt lên lên. Nhớ là không có quen nó lắc qua lắc lại. Không chỉ cho người khác. Nó sẽ làm khổ mình. Ha. Rồi tất cả mọi người rõ chưa? Còn ai có hộp quẹt á, làm cái phụ mình bên trăm lửa cho mình xung quanh. Ở đây mình có 4 cái hộp quẹt. Một anh đứng lò vô rồi ba người cụm lại, xong rồi bước ra. Người lớn dễ lắm. Chừng nào bắt đầu? Trời ơi anh Thư, trời ơi. Súng không nổ. C2 Okay guys, before we do the firework, we're gonna sing the song. Okay, happy birthday first, and then anniversary. Okay, and then we have the firework. Okay, guys, loud and clear. Okay, hi, bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday girl. Happy birthday to you. Happy feast day to you. Happy feast day to you. Happy feast day. Happy feast day. Happy anniversary to you guys. Three couple. Yeah. Okay. Mam đâu? Okay, làm lại. Làm lại cho chụp hình. Cho cha mẹ chụp hình. Yeah, làm lại. Ethan đâu? Mam đâu? Thổi mà ông này phun nước biết à. Rồi, em có thổi không? Thổi không? Cái nào? Ý thần thổi được hả? Rồi, ba cúp vô thổi. À, ba cúp. Thổi gì không biết nữa. Em có story. Này cái này ra chụp hình cho ba cúp bồ nè. Rồi, đúng rồi. Đứng vô. Cái này là... Đứng vô. Anh ơi. Anh vô thổi. Đèn đâu? Không, chơi luôn cái bánh này đi, không sao đâu, cái này dơ rồi. Cái này lỡ dơ rồi, trả thôi. Ok, ready. Chụp ba cái bồ. 1, 2, 3. Yeah, chụp ba cái bồ hạnh phúc. Yeah. Vỗ tay con mình tôi rồi trời. Đi lên. Yeah, bạo lực. Yeah, bạo lực thành công. Yeah, bạo lực không. Rồi, ok. Okay. Đội cái này nó không có bay, nó chỉ phun khói thôi. Ok, có cái bi cây phun nha.
Okay, ai mà có đi. Vậy đâu, vậy đâu. Cho mấy em đốt trước xong rồi tới. Quay, 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 quay. Quay đi. Yeah. Mấy đứa nhỏ tôi cần phải đi xa, thì cha mẹ ai coi coi con đó thì nó chơi đơn giản vậy thôi chứ nó cũng đâu có gì ghê gớm. Cha mẹ là một thứ mà phải nếu mà nó gần quá anh phải kêu nó ra. Không sao đâu, không sao. Yeah, quan lên, quan lên. Chơi đấy mọi chứ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Come on, guys. Come on, yeah. Happy July 4th. No, can you move back? Congratulations. Chúc mừng mọi người. Yeah, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Live team, live team. Live team. Quá đẹp. Oh my god. Get more, get more. Come on. Khỏi không? Khỏi không? Khỏi không này giống pháo Việt Nam không? Oh my god, cũng lâu quá hả? Khỏi không, không thấy gì hết. Thấy rồi nè, đó. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đứng ra ngoài, đứng ra ngoài, đứng ra ngoài. Hết lửa rồi, hết lửa rồi. Wow, đỉnh đẹp chứ. Đỉnh magic này quá. Đi nè mà đứng vậy nè. Wow, tiếc quá luôn. Cái đó là hot boy. Đốt luôn cái kia, đốt cái kia. Hết rồi, hết rồi. Cái smoke không à? Hai cái kia đốt luôn. Không, cái đây là nó lên cái khối mà. Nếu mà ngay nó đẹp. Con sẽ ra đây đứng thôi con. Rồi. Happy July 4th to my name. Chỗ nào.
Okay, did we have a big celebration with a big firework, guys? Yeah! Yeah! Yeah. 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 Okay, come on, guys, come on, get closer here. Okay, more free time, enjoy ourselves inside, okay? Anh hốt rồi. Giang lặng với sợ luôn. Rồi. Xong. Cái khói rất là thúi. Cái khói thúi hả? Tưởng nghĩa đi ngang qua, nghĩa khô quá vậy. Đi gì đi ngang qua, bay mùa luôn á. Rồi, cái miếng tôi nha. Rồi, kết thúc. Once again, come back to the stage. Clap with your hand, with your hand, with your hand. Hello. One second. Somehow, given an item. First, tonight, we will have some free time again. But after that, we need to clean up. And please pack your stuff. If tomorrow, some of you, you guys go early, please pack up. And then we will help you if you need in the morning. But we'll help you to bring the stuff out here, and then we need to clean the house. We need to get it clean tonight. How late it is? We need to clean it so tomorrow we have more time for saying goodbye to your friends. And then we have some donations that maybe it's more than what we spend, but we will keep it and we will transfer it to the next reunion. That's what we're in the fun for the reunion fun, right? Yeah. Yes. Right. Yes. Yeah. So again tonight we still have fun, right? Nhắc lại cho Tuân nữa là ngày mai chúng ta giờ ăn sáng sẽ là between 8 đến 9 giờ và sau đó 9 giờ đến 10 giờ là sẽ là bế mạc ở ngoài đây. Thì ai đi sớm thì mình chia tay tối nay, right? Còn ai mà không cần đi sớm á thì 9 giờ sáng chúng ta sẽ làm lễ bế mạc ngoài đây. Chúng ta sẽ hạ kỳ luôn, ok? Rồi anh Tấn có muốn nói gì không? Nói là cái nhiều mang nhiều ngày mai nhiều người đi sớm á. Ok. Muốn tối nay là đỡ mà chia tay tối nay luôn. Tức là mình nói chia tay đỡ nhiều lúc sáng mai ta đi sớm ta không có ấy. Cộng thêm hai chị thượng quỹ mới nhắn là anh chị nào chưa gửi tiền áo thun hoặc là tiền tham gia chạy đó thì xin được gặp cá tô thu quỹ để gửi tiền. Ok. Ai là thu quỹ vậy? Đây. Tiếp Tiffany tuyên gián chồng. Hồi Nam. Tối nay mình có một cái lửa chạy tâm tình không anh Phát? Anh Phát là mời. Không. Theo một số trưởng đề nghị thì tối nay mom and dad, you are all invited to have a little campfire over there, okay? It takes about an hour or something, okay, over there. No alcohol, campfire, okay? It's up to you to join or not, okay? You don't have to join, but especially this is just like a tradition in the scout. We have a little fire so that we can talk bad about one another. Okay. Mình nói xấu với nhau trong cái lửa chạy đó thì nó giỡn thôi. Thì đây là cái truyền thống gì đó, mình hay có một cái lửa tâm tình với nhau. Thì welcome everybody, but you don't have to be here. Okay? So a bit later on, rồi. If other than that, clean up, help clean up everybody, help clean up, and also clean up the pack yourself, and enjoy the rest of the day. Okay? Yeah. Nếu chưa mai bế mạc không? Vậy thì mai đi sớm. Nếu mà mai đi sớm thì sẵn đây. Tung ơi. Yes sir. I say thank you to some of the. Thì ý nó nói ok. Big helper. Mai như anh Dân này Vũ. Mai anh Dân Vũ với mình gia đình mình cũng đi, nói chung là chắc lẽ đi sớm. Lẽ không có là như tối này sẽ goodbye luôn. Thì thay mặt gia đình mình và các bạn thì cảm ơn
cùng sự đồng nhiệt của anh host ở đây. Trong tràng hoa tay cho anh host. Cảm ơn anh ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cho anh host đứng đây, chị host đâu? Chị host đây. Rồi, dùng ánh sáng này chút. Đứng lên. Cái này á là chị host là người là quản cái gì tiếng Việt mình kêu là người quản gia quản chồng này, anh host là anh ngựa. Còn này là host. I'm happy to do it because we want all of us to have fun. So no big deal at all. No big deal. What you doing, man? Okay, thank you. Nó đang làm ăn. Này mấy cái bắt triệu triệu bạc á. Hết xin lời cảm ơn quá. Cảm ơn thì đứng đây đừng có lúc nào cũng đứng gần chồng. Cái này hôi vậy em đâu. Mặt cười cười với tôi. Ủa anh không có dám với thương. Ok. Ok thì ladies and gentlemen, boys and girls, grandmother and grandfather. Ok thì thật sự là nói là như thế này. Đáng ra cái buổi buổi lễ gọi là hot up vào cái bế mạc để mà cảm ơn hai anh chị host đã bỏ công rất là nhiều làm việc từ đầu năm đến giờ và cho đến những ngày cái trong tuần này là giống như là ngất ngư. Em hay bây giờ mình show cái là tôi ngã liền, không ngất ngư đến nỗi độ vậy đó, mệt đến nỗi rồi. Thì thì anyway chúng tôi có một cái món quà nhỏ thì gửi tặng cho anh chị. Thì thứ nhất tôi xin được nói thông báo cho quý vị nghe là anh chị nào host á là được miễn phí tiền chạy trong 4 ngày ba đất. Wow. Ông nếu mà không miễn phí hai người này phải đóng 5,000 đồng. Lại ăn nhiều nhất mà xài nhiều nhất. Đó là 5,000. Cái phần not really không cỡ nhưng mà đúng quá. Nó láo cũng xíu không làm chứ hả? Phần thứ hai là phần rất trịnh trọng. Xin mời con xin một cái người gọi là đặc biệt từ phương xa, Nguyễn Thị Phước. Nguyễn Thị Phước. Đó. Này nó ẻo hơn tôi luôn nè. Rồi bây giờ thì nói chung thì bây giờ Nguyễn Thị Phát trao một cái món quà ý nghĩa và tinh thần cho anh chị host tại đây. Và xin mời anh Phát giơ mọi người thấy để người ta chụp hình. Thấy. Rồi bây giờ hai anh chị có thể đứng gần nhau và anh Phát. Rồi chào đứng trước chụp hình trước rồi bắt đầu chào. Đi lễ gì nè, anh chắc cái này lộng cộng quá, không biết chào. Làm gì cho tôi. This is our first time, right? Hold your hand, hold hand in the frame, everybody. Hold hand này vừa phải thôi. Cầm gì, cho lịch sử, tự nhiên cầm cái gì xấu. Vô hình cái bài á, chị nha. Tôi cũng dịnh rác, Đi ra, xong chưa? MC, tôi cũng dịnh rác. MC xong chưa, đi ra. Là cái mặt của ông á. Thằng kia.